Minh Vương và 7 chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 32. Ông tự cứu mình còn khó thì làm sao lấy lại công bằng. Ngay khi Ngô Thụy cảm thấy mình sắp ngạt thở thì giọng nói lạnh lẽo của Lục Vân đã vang lên lần nữa. Hắn buông tay. Ầm. Sức lực toàn thân Ngô Thụy giống như bị rút cạn, quỳ rạp xuống đất dùng hai tay ôm cổ của mình rồi thở hổn hển. Đáng sợ. Thật đáng sợ. Đây chính là sức mạnh của tu luyện giả sao? Thật sự đè bẹp triệt để ông ta. Nếu tu luyện giả như vậy chịu ra tay thì thần cảnh nước Mỹ, liên minh thí thần giả cái gì đều là một đám gà đất chó xanh. Đáng tiếc, tu luyện giả không giống với tu võ giả. Tu võ giả còn có phân chia quốc gia, nhưng tu luyện giả thì đã sớm coi nhẹ những điều này, dù bên ngoài đánh đến khí thế ngất trời nhưng chỉ cần không xúc phạm đến ích lợi của họ thì họ chẳng buồn đoái hoài. Tu luyện giả, tu luyện lớn hơn tất cả. Đây là nguyên nhân vì sao phần lớn tu luyện giả đều không xuất thế, họ thà ở lại trên Côn Luân, bởi vì nơi đó có linh khí tương đối nồng đậm, có lợi cho việc tu luyện. Ngô Thụy nằm mơ cũng không ngờ người thanh niên trước mặt lại là một tu luyện giả. Cũng may, hình như hắn không có ý định giết chết mình. Giờ phút này, nơi này đã triệt để tĩnh mịch lại. Cả đàn sói hoang cũng phát giác được khí tức khủng bố bên này nên ngừng chu lên. Long Diệt Tuyết, Lâm Kiến, Trịnh Dương như hóa đá. Những thủ vệ đi theo Ngô Thụy cùng đến sân Liệp Lang cũng biến thành tượng đá. Ai dám tưởng tượng người thanh niên đứng trước mặt họ, người mang danh Hoành Luyện Tông Sư trước mặt người đời lại là một tu luyện giả. Hoàn toàn không dám nghĩ. Rất lâu sau, thân thể uyển chuyển mềm mại của Long Diệp Tuyết run lên bần bật, đã tỉnh táo lại từ khiếp sợ, đôi mắt xinh đẹp chứa đầy nước mắt kích động. Khó trách. Khó trách Lục tiên sinh đối mặt với kẻ địch nào cũng có thể chấn định tự nhiên như vậy. Thì ra hắn là một tu luyện giả, thì ra trong mắt hắn thì những kẻ địch kia chỉ là sâu kiến. Khó trách hôm qua khi Trịnh Dương nói muốn đuổi mình ra khỏi học viện võ đạo kinh thành thì Lục tiên sinh lại nói là phúc hay họa thì hiện tại kết luận còn sớm lắm, đi theo hắn huấn luyện thì nói không chừng sau này những kẻ trịnh thượng cao ngạo kia sẽ biến thành sâu kiến dưới chân. Hóa ra là ý này. Sao Long Diệp Tuyết có thể không kích động? Nhưng cũng đúng như Lục Vân đã nói, hắn đã cho Lâm Kiến cơ hội. Lục Vân chưa từng chủ động đi trêu chọc gã. Lần trước trên thăng chức bữa tiệc của Đinh Văn Hoành cũng là Lâm Kiến dẫn đầu trào phúng, còn mượn chuyện mời rượu mà liên tục làm khó xử Lục Vân, thậm chí muốn để Đinh Văn Hoành phế tay chân của Lục Vân. Lần đó Lâm Kiến vốn đã phải chết. Là cha của gã Lâm Chấn Nghiệp kịp thời chạy tới đã cứu gã một mạng. Đáng tiếc. Lâm Kiến không biết sống chết còn muốn trả thù, liên hợp với Trịnh Dương, Long Tề lập nên cái bẫy này, âm mưu úp cái mũ, giết người cướp của, lên đầu Lục Vân. Kết quả là chơi với lửa có ngày chết cháy. Vào thời khắc hấp hối, Lâm Kiến hồi tưởng lại câu nói hôm qua của Lục Vân, tương lai anh nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, thật là buồn cười đến cỡ nào. Lâm Kiến từng bước chơi chết bản thân. Nhìn thấy kết cục của Lâm Kiến, Trịnh Dương lập tức sợ vỡ mật. Thân thể không kiềm chế được mà run rẩy lên. Đương nhiên hắn ta biết kế hoạch của Lâm Kiến. Hôm qua khi nghỉ ngơi bên mép sân huấn luyện Lộ Thiên của học viện, Lâm Kiến đã nói kế hoạch này cho hắn ta nên Trịnh Dương mới bảo Long Diệp Tuyết ngừng huấn luyện cơ bản mà đổi thành thực chiến. Mục đích căn bản không phải là để Long Diệp Tuyết tiến hành huấn luyện thực chiến, mà là muốn mượn ưu thế địa lý thiên nhiên của sân Tây Phong Liệp Lang để gài bẫy Lục Vân. Nhưng mà tạo hóa trêu ngươi. Ai có thể nghĩ đến cái bẫy họ bố trí kết quả lại bẫy chính bọn họ. Hiện tại trong lòng trừ Trịnh Dương trừ sợ hãi ra thì càng nhiều là hối hận. Hối hận không nên dẫm vào vũng nước đục này với Lâm Kiến. Bởi vì vũng nước đục lần này căn bản không có chỗ tốt nào cho hắn ta mà chỉ vì lấy lòng Lâm Kiến mà thôi. Lần này bỏ mạng vì chuyện này thật là xui xẻo. Trịnh Dương quỳ xuống đất run lẩy bẩy, cứ nghĩ hôm nay chắc chắn phải chết. Nhưng hắn ta lại đột nhiên bị tát mạnh một cái vào mặt, cảm giác nóng rát lập tức cắn nuốt hắn ta. Cái tát này là bài học cho anh, Lục Vân từ tốn nói. Trịnh Dương sững sờ, ngay sau đó là mừng rỡ. Hắn ta ăn một cái tát mà không chỉ không phẫn nộ, ngược lại còn cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Điều này chứng tỏ Lục Vân không có ý định giết hắn ta. Trịnh Dương cấp tốc phản ứng. Cứ như không cảm giác được đau đớn trên mặt mà dập đầu và nói cảm tạ ân không giết của tiền bối. Cảm tạ ân không giết của tiền bối. Lục Vân yên lặng liếc hắn ta một cái. Mặc dù Trịnh Dương này là đồng lõa,
nhưng tội không đáng chết nên Lục Vân cũng lười lấy mạng hắn ta. Trầm ngâm một lát, Lục Vân ra lệnh, bây giờ anh đi nói với Lâm Chấn Nghiệp con của ông ta bị tôi giết, nếu ông ta không phục thì đến nhà họ Long, tôi chờ. Vâng, vâng, tôi lập tức đi chuyển lời cho Lâm Hộ Pháp. Trên đường trở về, Long Diệp Tuyết rất thận trọng. Trước nay chưa từng thận trọng đến như vậy. Đây là một loại tâm lý bình thường. Tựa như lúc trước Lạc Ly vừa biết Lục Vân là Vân Thiên Thần Quân cũng suýt quỳ xuống lại hắn, nhưng cũng may chị em họ tình thâm nên rất nhanh cô đã thích ứng được. Long Diệp Tuyết thì khác. Bởi vì Tiêu Thấm nên cô mới quen biết Lục Vân, thời gian quen biết cũng không quá dài. Trước đó Long Diệp Tuyết trừ cảm kích Lục Vân ra thì còn có một chút thiện cảm, nhưng hiện tại cô càng không dám biểu đạt thiện cảm này ra, tâm tư càng tự ti. Chủ yếu là thân phận tu luyện giả của Lục Vân quá rung động. Lục Vân cũng phát giác sự thay đổi của Long Diệp Tuyết, lúc đi đường cô không dám tới gần mình quá mà yên lặng đi sau mấy bước, thế là hắn cười khổ và nói, cô Long, bộ tôi ăn thịt người à? À, Long Diệp Tuyết giật mình, lấy lại tinh thần rồi lắp bắp giải thích, không phải Lục tiên sinh, tôi, được rồi, tôi hiểu, Lục Vân nói, bước chân chậm dần để đi sóng vai với Long Diệp Tuyết. Ban đầu Long Diệp Tuyết còn hơi sợ hãi, thấy Lục Vân đi chậm dần thì cô cũng bất giác chậm lại theo, lại đi sau Lục Vân vài bước. Lục Vân đành đi chậm thêm nữa, cười trêu chọc, cô Long, tôi cảm thấy lấy tốc độ của chúng ta thì không chừng Lâm Chấn Nghiệp sẽ nhà họ Long trước luôn đấy. Mặt Long Diệp Tuyết hơi đỏ lên, nhưng tâm tình lại thả lỏng không ít. Thì ra Lục tiên sinh vẫn là Lục tiên sinh. Một lát sau, Long Diệp Tuyết hỏi, Lục tiên sinh, tại sao chúng ta phải chờ Lâm Hộ Pháp ở nhà họ Long? Theo lý thuyết, Lục Vân giết Lâm Kiến thì Lâm Chấn Nghiệp nhất định sẽ nổi giận, vừa rồi trực tiếp chờ ở sân Tây Phong Liệp Lang là được, Lâm Chấn Nghiệp nhất định đuổi tới rất nhanh. Không cần thiết vẽ vời thêm chuyện mà chạy đến nhà họ Long chờ đợi. Trong mắt Lục Vân lóe lên một tia sắc bén, nói, bởi vì một số người trong Long gia các cô làm tôi rất khó chịu, nhân cơ hội này dứt khoát giải quyết luôn một thể. Lòng Long Diệp Tuyết run lên. Đương nhiên cô biết Lục Vân nói tới ai. Hai người trở lại nhà họ Long, Long Tề lập tức sửng sốt hỏi, sao các người lại về nhanh như vậy? Long Tề biết kế hoạch của Lâm Kiến. Chính xác mà nói ý tưởng này là ông ta bày mưu tính kế cho Lâm Kiến, dựa theo tình huống bình thường thì hiện tại Lục Vân đã bị đánh nửa tàn phế rồi. Nhưng nhìn tình cảnh trước mắt thì rõ ràng là khác với dự đoán. Lục Vân rất hứng thú mà nhìn về phía Long Tề, nhìn thấy chúng tôi trở về sớm như vậy, hình như ông rất kinh ngạc. Long Tề biến sắc, vội gượng cười nói, ha ha, chỉ hơi kinh ngạc thôi, không phải nói để Diệp Tuyết đi tham gia huấn luyện thực chiến sao, tốc độ này cũng quá nhanh. Gặp tình huống đặc biệt, Lục Vân nói, Long Tề muốn nói lại thôi. Đương nhiên ông ta rất muốn hỏi bên sân Tây Phong Liệp Lang xảy ra chuyện gì, nhưng hỏi quá nhiều dễ bại lộ ý đồ, thế là vội vàng khắc chế bản thân. Sau khi nói xong, Lục Vân còn cười như không cười mà nhìn Long Tề. Thưởng thức nét mặt ông ta biến hóa. Biểu cảm của Long Tề trở nên vô cùng đặc sắc. Trái tim lộp bộp nhảy loạn lên, trông như đờ đẫn ra. Lục Vân có thể nói ra bốn chữ, giết người cướp của, thì chứng tỏ kế hoạch của họ được tiến hành bình thường, chí ít đã đến bước vu khống hãm hại. Nhưng đến bước này thì không phải đã trở thành điều hiển nhiên chứng cứ xác thật rồi sao? Mũ đã chụp lên, chỉ cần tìm cao thủ đến danh chính ngôn thuận phế Lục Vân là được. Sao lại xảy ra tình huống ngoài dự đoán này? Chẳng lẽ là Lâm Kiến chưa kịp chạy đi kêu gọi viện binh ở sân Liệp Lang đã bị Lục Vân giết rồi? Khả năng này rất lớn. Nhưng Long Tề không tin. Chủ yếu ông ta không muốn tin Lục Vân thật sự dám giết Lâm Kiến, phải biết rằng cha của Lâm Kiến chính là hộ pháp tân nhiệm của Võ Minh Kinh Thành, sao hắn dám giết Lâm Kiến? Sắc mặt Long Tề lúc xanh lúc trắng, ánh mắt lấp lóe nói, Lục tiên sinh thật biết nói đùa, Tôi còn có chút chuyện cần làm, không trò chuyện với anh được nữa. Nói xong ông ta vội vã rời khỏi nơi đây rồi đi vào một góc hẻo lánh để gọi cho Lâm Kiến. Tút, tút, không ai nghe. Long Tề bỗng nhíu mày lại. Chẳng lẽ xảy ra chuyện thật? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Lục Vân tuyệt đối không giết Lâm Kiến được, trừ phi hắn cũng không muốn sống, bởi vì chỗ dựa của Lâm Kiến là Võ Minh Kinh Thành, tu võ giả nào dám đắc tội Võ Minh. Hẳn là Lâm Kiến tạm thời có việc nên không tiện nghe máy. Long Tề vẫn không chịu tin tưởng sự thật này.
Qua chừng nửa giờ, một tiếng giống phẫn nộ bỗng truyền đến từ bên ngoài, vang vọng cả đại viện nhà họ Long. Thằng nhãi họ Lục, lập tức cút ra đây cho tao. Chấm. Là giọng của Lâm Chấn Nghiệp. Ngoài cửa sân nhà họ Long, Lâm Chấn Nghiệp mặt mày tái xanh, toàn thân sôi trào sát ý, đôi mắt đỏ ké như dã thú muốn ăn người. Ông ta vừa nhậm chức hộ pháp chưa được bao lâu, vốn muốn khiêm tốn kín tiếng một thời gian. Nhưng mà Lục Vân đáng chết này lại giết con trai ông ta. Vậy hỏi sao ông ta kín tiếng được nữa? Lâm Chấn Nghiệp vốn là một con dã thú có dã tâm bừng bừng, vốn muốn ẩn núp một thời gian, kết quả lại bị Lục Vân làm kích động bộc phát bản tính. Hôm nay dù phải trả giá thế nào thì ông ta cũng phải để thằng danh Lục Vân này giết người đền mạng. Long Thuyên nhìn thấy dáng vẻ này của Lâm Chấn Nghiệp thì bị dọa phát sợ, kinh hãi hỏi, Lâm Hộ Pháp, rốt cuộc là chuyện gì làm ngài tức giận như vậy? Chuyện gì làm tôi tức giận? Lâm Chấn Nghiệp mặt mày dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, Lục Vân giết con trai tôi, ông nói chuyện gì làm tôi tức giận? Ầm ầm, giống như sấm sét giữa trời quang, đột nhiên giáng xuống đầu đám người nhà họ Long. Mọi người cảm thấy chấn động. Lục Vân, giết con trai của Lâm Hộ Pháp. Thằng nhãi này điên rồi sao? Long Tề sợ vỡ mật, ông ta vốn không muốn tin tưởng chuyện này, nhưng lời này đã được nói ra từ miệng Lâm Chấn Nghiệp thì không đến phiên ông ta không tin. Lâm Kiến thật sự đã chết trong tay Lục Vân. Đồ chó không biết sống chết. Long Tề sắp phát điên rồi. Long Thuyên, Long Xuyên cũng suýt sụp đổ. Hiện tại tất cả mọi người trong kinh thành đều biết họ nhà họ Long và Lục Vân có quan hệ thân cận. Lục Vân giết chết con trai của Lâm Chấn Nghiệp thì nhà họ Long còn có thể bình yên vô sự sao? Sợ rằng cũng bị liên lụy, nghênh đón tai họa đáng sợ. Lâm Chấn Nghiệp trông thấy Lục Vân đi ra thì sát ý trên người như thực thành chất hóa, phóng lên tận trời, khí tức đồn nén kinh khủng hơn khuếch tán ra. Ngạt thở đến cùng cực. Cứ như móng vuốt ác ma bóp chặt lấy trái tim mọi người, chỉ cần hơi dùng sức sẽ bóp nát tim họ. Lục Vân vẫn rất bình tĩnh. Không đoái hoài đến ánh mắt ăn người của Lâm Chấn Nghiệp mà nhìn về phía một thành viên trong đám người đi theo Lâm Chấn Nghiệp đến đây. Là Trịnh Dương. Hắn ta cũng đi theo đến đây. Lục Vân từ tốn nói, Trịnh giáo viên, anh nói lại kế hoạch của Lâm Kiến và chi tiết những gì xảy ra lại xem. Trịnh Dương gật gật đầu rồi đứng dậy. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên người hắn ta. Lâm Chấn Nghiệp cũng thế, ánh mắt ông ta âm trầm như nước. Long Tề thì không hiểu tại sao Trịnh Dương này lại nghe lời Lục Vân đến vậy, hắn không sợ đắc tội Lâm Chấn Nghiệp à. Mặc kệ đám người nghĩ như thế nào, Trịnh Dương vẫn chậm rãi kể lại kế hoạch Lâm Kiến đặt bẫy ý đồ chụp mũ giết người cướp của lên đầu Lục Vân để báo thù, sau đó đe dọa Long Diệp Tuyết. Lâm Chấn Nghiệp đã nghe nói qua chuyện này. Khi Trịnh Dương đưa thi thể Lâm Kiến đến nhà họ Lâm cũng đã kể đại khái chuyện này cho Lâm Chấn Nghiệp rồi. Nhưng Trịnh Dương tự cho là thông minh mà bỏ qua không nhắc đến thân phận tu luyện giả của Lục Vân. Trong nháy mắt Lâm Chấn Nghiệp trông thấy thi thể con mình thì đã bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, chỉ nhớ một câu là người giết con mình là Lục Vân. Còn tại sao Lục Vân làm được thì ông ta không nghĩ lại mà lập tức sát ý bừng bừng dẫn một đám người chấp pháp vào tới nhà họ Long. Mặc kệ Lục Vân giết chết Lâm Kiến bằng cách nào, Lâm Chấn Nghiệp cũng phải tìm Lục Vân đòi câu trả lời. Trịnh Dương kể xong thì nơi này trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Thẳng đến giọng nói của Lục Vân vang lên trực tiếp chất vấn Lâm Chấn Nghiệp, còn ông muốn hại tôi trước nên tôi giết hắn, làm sai chỗ nào. Gương mặt Lâm Chấn Nghiệp âm trầm, gầm thét lên, đúng là Kiến Nhi nhà tao đã làm sai trước, nhưng nó tội không đáng chết. Tội không đáng chết, Lục Vân cười lạnh một tiếng và nói, giả thiết kế hoạch của Lâm Kiến thật sự thành công, kết cục của tôi sẽ như thế nào? Không. Chết cũng tàn phế, kết cục của Long Diệt Tuyết sẽ thế nào? Bị hắn ta chà đạp. Theo ý của ông thì những chuyện này tội không đáng chết, nhưng trong mắt Lục Vân này thì tội chết khó thoát, cho nên tôi giết hắn làm sai chỗ nào? Hừ, hay cho một câu tội chết khó thoát, Lâm Chấn Nghiệp tức giận hừ một tiếng và nói, mày chỉ nói là giả thiết, chưa trở thành sự thật, có phải là tội chết hay không phải giao cho Võ Minh định đoạt, mà không phải do mày bao biện làm thay, mày có tư cách gì? Tôi không có tư cách. Lục Vân suýt bị câu nói này làm phì cười. Đường đường là Vân Thiên Thần Quân mà lại có ngày bị một hộ pháp võ minh nho nhỏ trách cứ rằng không có tư cách định tội một người, nếu truyền ra thì chắc sẽ làm người ta cười rất răng. Lục Vân lại nói ra lời kinh người,
một câu không có hứng thú làm tất cả mọi người kinh ngạc, gương mặt run rẩy. Lâm Chấn Nghiệp đang mời anh đến bộ chấp pháp Võ Minh làm khách à? Anh nói không có hứng thú thì khỏi đi sao? Thằng danh này triệt để hết cứu rồi. Long Tề bịch bịch một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Lâm Chấn Nghiệp xin tha, Lâm hộ pháp, họ Lục này gan to bằng trời, chết một vạn lần cũng không đáng tiếc, nhưng không liên quan đến nhà họ Long chúng tôi, càng không dính dáng đến Long Tề này, xin Lâm hộ pháp nương tay cho. Lâm Chấn Nghiệp cả giận nói, Lục Vân liên tục ra vào nhà họ Long, các người cũng tổ chức buổi tiệc 3 ngày 3 đêm cho hẳn, hiện tại trong kinh thành ai không biết thằng danh này có quan hệ thân mật với nhà họ Long, sao lại không liên quan? Long Tề ngơ ngác thất sắc. Không chỉ Long Tề mà những người còn lại của Long gia đều lộ vẻ hoảng sợ và vô cùng hối hận. Lúc trước họ bày tiệc phô trương là vì muốn mượn Lục Vân để bám víu nhà họ Doãn, ai ngờ nhà họ Doãn lại đột nhiên rơi đài, ai ngờ Lục Vân này lại đưa tới mầm tai vạ khổng lồ như thế. Long Tề sợ hãi nói, Lâm hộ pháp hiểu lầm, kỳ thật nhà họ Long và Lục Vân có quan hệ không tốt, chúng tôi và hắn chỉ là bạn bè mặt ngoài thôi. Đúng đúng đúng, quan hệ không tốt, chúng tôi đã sớm cắt đứt qua lại với hắn, là Lục Vân mặt dày cứ bám lấy nhà họ Long chúng tôi. Long Tề nói xong thì lập tức có người phụ họa. Trước đó tôi đã nói Lục Vân này không phải thứ gì tốt, mục đích hắn tiếp cận nhà họ Long không đơn thuần, hắn chỉ thèm khát thân xác Long Diệp Tuyết thôi. Lâm hộ pháp, chuyện Lục Vân giết công tử của ngài thật sự không liên quan đến chúng tôi, nhiều nhất. Nhiều nhất là liên quan đến Long Diệp Tuyết, nhưng nó đã sớm tỏ ý là không muốn ở lại nhà họ Long nữa rồi. Vợ của Long Tê là Phương Mẫn nói. Long Xuyên trừng Phương Mẫn một cái, sau đó nhướng mày nhìn về phía Long Diệp Tuyết, thấy cô còn đứng bên cạnh Lục Vân thì nghiêm nghị quát, Diệp Tuyết, tới đây. Long Diệp Tuyết không hề bị lay động, đôi mắt cô đã đóng băng lạnh lão. Cô đã sớm được chứng kiến những người này thích bợ đỡ thế nào. Lần trước đối mặt với anh em nhà họ Uông, họ cũng liều mạng muốn phân rõ ranh giới với Lục Vân, kết quả Lục Vân đánh một trận thành danh thì lại trường mặt đến lấy lòng hắn. Thực sự quá thực tế. Long Diệp Tuyết không dám đi chung. Gần đây lão gia tử Long Thuyên luôn bị tẩy não, lúc này cũng khẽ lắc đầu, tâm tình cực kỳ phức tạp. Sai. Lần này Lục Vân thật sự sai rồi. Giờ phút này, Lục Vân yên lặng nhìn đám người nhà họ Long trở mặt thì lộ ra nụ cười nghiền ngẫm và nói, tôi cảm thấy họ nói không sai, tôi và nhà họ Long chỉ là bạn bè mặt ngoài, Lâm Kiến là tôi giết, không liên quan gì đến kẻ nào trong nhà họ Long cả. Hả? Nghe thấy lời này của Lục Vân, tất cả mọi người đều sững sờ. Nhà họ Long họ rõ ràng là ngọn cỏ đầu tường thích gió chiều nào theo chiều đó, nhìn thấy Lục Vân gây ra đại họa thì vội vàng phủi sạch quan hệ với hắn. Hành vi này rất ghê tởm. Đáng lẽ Lục Vân nên hận họ mới đúng, sao còn chủ động giải thích cho họ? Khó hiểu. Vậy khỏi phải hiểu. Chỉ cần có thể phủi sạch quan hệ là được. Long Tề vội vàng nói, Lâm hộ pháp, ngài cũng nghe Lục Vân chính miệng thừa nhận chỉ là bạn bè mặt ngoài với nhà họ Long chúng tôi rồi đó. Có thủ oán gì ngài cứ việc chút lên người hắn, chỉ xin tha cho nhà họ Long chúng tôi. Gương mặt Lâm Chấn Nghiệp rất âm trầm. Ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Lục Vân, cười lạnh một tiếng, mày cũng rất khí phách, đợi lát nữa tao sẽ cho mày toàn thây. Ông ta chậm rãi vặn vẹo cổ, ánh mắt rơi vào Long Thuyên. Nguyên do của chuyện này là do cháu gái cưng của ông, muốn tôi bỏ qua cho nhà họ Long cũng được, bảo cháu cưng của ông thành hôn với Kiến Nhi nhà tôi. Lâm Chấn Nghiệp biết con mình Lâm Kiến thích Long Diệp Tuyết. Lần này đặt bẫy Lục Vân tuy cũng có ý trả thù, nhưng chủ yếu là muốn bắt Lục Vân để uy hiếp Long Diệp Tuyết. Cho nên Lâm Chấn Nghiệp nói nguyên do là Long Diệp Tuyết cũng không sai. Long Thuyên, Long Xuyên và mẹ của Long Diệp Tuyết nghe thấy lời này thì sắc mặt lập tức thay đổi. Lâm Kiến đã chết rồi, Lâm Chấn Nghiệp còn bảo Long Diệp Tuyết thành hôn với gã thì chẳng phải là minh hôn. Đây là muốn hủy hoại Long Diệp Tuyết. Mẹ Long Diệp Tuyết đương nhiên không đành lòng, vội quỳ xuống trước mặt Lâm Chấn Nghiệp khóc nức nở khẩn cầu. Lâm Chấn Nghiệp làm như không thấy. Sắc mặt Long Thuyên và Long Xuyên rất khó coi. Ngược lại những người khác của Long gia như Long Tề, Phương Mẫn đều mừng thầm, chỉ cần Lâm Chấn Nghiệp bỏ qua cho họ thì họ không quan tâm Long Diệp Tuyết sống hay chết. Huống chỉ tai họa này vốn là do Long Diệp Tuyết gây nên. Ai bảo hồng nhan họa thủy chứ? Long Tề như quên mất nếu không phải ông ta bày kế cho Lâm Kiến thì sẽ không đi đến tình trạng này. Giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn này là vang lên từ miệng Lục Vân.
Là hắn. Lại là hắn. Lại là thằng chó không biết sống chết này. Câu nói vừa rồi của hắn đã mắng toàn bộ võ minh, còn mắng Lâm Chấn Nghiệp là suy đồi trong đám sâu mọt. Mọi người đã không biết nên đánh giá hắn như thế nào, căn bản không tìm thấy từ nào để đánh giá hắn. Chỉ có thể nói Lục Vân không chết thì thiên lý bất dung. Lục Vân, mày dám bất kính với võ minh, tội thêm một bậc, chết đi cho tao. Lâm Chấn Nghiệp triệt để nổi giận mà thét dài một tiếng, sát ý như lũ lụt trút xuống, cuồn cuộn phun trào lao thẳng về hướng Lục Vân. Long Tề cười lạnh và nói, Lâm hộ pháp uy vũ. Thằng danh này liên tục nói ngông nói càn, không biết kính sợ ai cả, hắn đã sớm đáng chết, Lâm hộ pháp đang vì dân trừ hại. A, à, Long Tề đang cố gắng nịnh nọt Lâm Chấn Nghiệp thì đột nhiên nhướng mày, cảm thấy thân thể mình trở nên rất nhẹ. Cúi đầu nhìn lại, ông ta phát hiện hai chân mình đã rời khỏi mặt đất, thân thể lơ lửng một cách quỷ dị. Long Tề lập tức sợ hãi. Tại sao lại như vậy? Lâm Chấn Nghiệp vốn chuẩn bị đánh chết Lục Vân ngay tại chỗ thì nghe thấy tiếng kinh hô của Long Tề nên liếc nhìn qua rồi lập tức sửng sốt. Những người ở đây cũng tập trung nhìn về hướng Long Tề. Kinh ngạc. Không hiểu. Sao ông ta đột nhiên lơ lửng như vậy? Đây không phải hiệu quả lơ lửng có thể đạt được khi Long Tề tự phóng ra nội kình, mà giống như bị người ta xách lên hơn. Ai có bản lĩnh như vậy chứ? Trừ Trịnh Dương, Long Diệt Tuyết ra thì những người khác đều sợ hãi, nghi hoặc không hiểu. Lúc này, Lục Vân chậm rãi mở miệng, Lâm Chấn Nghiệp, ông không hiếu kỳ một hoành luyện tông sư như tôi làm sao giết chết con của ông là Lâm Kiến sao? Ông không hiếu kỳ vì sao Ngô Thụy không ngăn được tôi sao? Cực kỳ mãnh liệt. Đúng lúc này, khóe môi Lục Vân bỗng nhếch lên một nụ cười rất cạn, nói tôi biết ông rất ngờ vực, tôi biết phần lớn những người ở đây cũng thấy khó hiểu. Hắn dừng lại một chút. Giây lát sau, hắn tiếp tục nói, vậy tôi biểu thị lần nữa cho các người làm sao tôi giết chết Lâm Kiến dưới mí mắt của Ngô Thụy nhé. Tiếng nói vừa dứt, Lục Vân đột nhiên rời mắt về hướng Long Tề đang lơ lửng, hai tay đang chắp sau lưng hơi khép lại, khẽ phun ra một chữ chết. Răng rác, bỗng nhiên, chỉ thấy thân thể Long Tề bỗng co quắp lại, hai chân điên cuồng. Đạp mấy lần trên không trung. Không đến hai hô hấp thì cổ ông ta đã nghiêng qua rồi gãy mất. Ầm, thi thể Long Tề đập mạnh xuống làm bay bụi mù khắp nơi. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, mắt lòi ra như muốn lọt ra khỏi tròng. Nhịp tim họ tạm ngừng, sau đó thì... bịch bịch bịch, hoàn toàn không khống chế được, lồng ngực giống như muốn nổ tung ra. Linh hồn cũng run rẩy không ngừng, thuật pháp thần thông, cách không giết người. Đây là... tu luyện giả. Trong chớp mắt, cảm giác rung động, hoảng sợ, kinh hãi như thủy triều ập đến mãnh liệt, trong nháy mắt đã cắn nuốt cả người họ. Ầm ầm, như bị sét đánh. Lâm Chấn Nghiệp bỗng lui lại hai bước, miệng ọc máu tươi ra ngoài, khí tức uể oải, sát ý vốn sôi trào không thôi đã không còn lại chút nào. Ông ta không bị công kích mà thuần túy là vì lửa giận và sát ý lúc nãy đã dâng trào quá cao rồi đột nhiên bị sợ hãi vô tận ăn mòn mới làm nỗi lòng bất ổn, miệng phun máu tươi. Lục Vân lạnh nhạt mở miệng hỏi, bây giờ tôi nói con ông mạo phạm tôi trước, tội chết khó thoát, ông có ý kiến gì không? Lâm Chấn Nghiệp lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Ông ta cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Vân. Tôi hỏi ông có ý kiến gì không? Lục Vân hỏi lại. Thân thể Lâm Chấn Nghiệp chấn động, đau khổ lắc đầu và nói, không có. Không có, là Lâm Kiến mạo phạm tiền bối trước, nó. Đáng chết. Đắc tội tu luyện giả thật sự đáng chết. Hơn nữa Lâm Kiến còn không chỉ đắc tội một lần, cho nên gã chết không oan uổng. Giờ phút này Lâm Chấn Nghiệp đâu còn chút tâm tư báo thù nào, chỉ sợ Lục Vân sẽ chút lửa giận, giận chó đánh mèo lên đầu mình. Đúng thế, thế giới này hiện thực như thế đó. Nắm tay của ai lớn hơn thì người đó có quyền lên tiếng, nắm đấm của tu luyện giả đủ để đánh cho cả võ minh vỡ thành mảnh vụn. Lâm Chấn Nghiệp nào dám đắc tội hắn? Nếu ông không có ý kiến thì cút đi, Lục Vân từ tốn nói. Vâng, cảm tạ ân không giết của tiền bối. Lâm Chấn Nghiệp mang theo đám người chấp pháp rời đi, mặc dù mất con rất thương tâm, nhưng đối phương là tu luyện giả nên ông ta trêu chọc không nổi, có thể nhặt về một cái mạng đã là may mắn rồi. Trịnh Dương ở lại. Là Lục Vân bảo hắn ta ở lại. Trở lại học viện võ đạo kinh thành là quyết định của Long Diệt Tuyết. Đương nhiên cô biết tu luyện giả mạnh hơn tu võ giả rất nhiều, hai bên căn bản không cùng một cấp độ.
nhưng Long Diệp Tuyết không có dã tâm lớn như vậy. Trước kia cô chỉ muốn an phận ở lại nhà họ Long, về sau quyết định tu võ chỉ vì muốn thoát khỏi vận mệnh của mình, không muốn bị gia tộc xem như vật hy sinh để đi liên hôn. Hiện tại Lâm Kiến chết rồi thì tất nhiên không ai còn ép cô gả đến nhà họ Lâm, hơn nữa do kiêng kỵ Lục Vân nên nhà họ Long cũng không dám buộc cô làm chuyện mình không muốn nữa. Long Diệp Tuyết đã rất thỏa mãn. Về sau chỉ cần có thể yên lặng ở lại học viện võ đạo kinh thành thì cô đã thấy đủ rồi. Long Diệp Tuyết không tham lam. Còn tu luyện giả thì để cô yên lặng ngước nhìn là được, giống như lúc này cô đang yên lặng nhìn Lục Vân. Cô Long, tôi tôn trọng mọi quyết định của cô. Lục Vân nhìn Long Diệp Tuyết đầy tán thưởng, vừa cười vừa nói. Cô gái bướng bỉnh này thật làm người ta lau mắt mà nhìn. Lục Vân lại nói với Trịnh Dương, thầy Trịnh, về sau giao cô Long cho anh, chắc anh biết phải làm thế nào rồi. Tôi đã hiểu, xin tiền bối yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc lòng dạy bảo cô Long, sẽ không tái phạm sai lầm trước kia. Trịnh Dương trịnh trọng hứa hẹn, trong lòng cực kỳ vui mừng. Long Diệp Tuyết là một cầu nối liên kết với tu luyện giả là Lục Vân. Đương nhiên Trịnh Dương rất vui lòng dạy bảo Long Diệp Tuyết, về sau cũng có thể kiếm được thiện cảm từ chỗ Lục Vân. Thử hỏi ai không muốn ôm đùi của tu luyện giả. Sau khi dặn dò Trịnh Dương xong thì ánh mắt bình thản của Lục Vân lại đảo qua bọn người Long Thuyên. Lúc này đám người nhà họ Long đã ngây ra như phỗng rất lâu. Từ khi cái chết của Long Tề làm lộ thân phận tu luyện giả của Lục Vân thì họ luôn nằm trong trạng thái này. Ngơ ra. Đờ đẫn. Lục Vân nói đến thế thôi rồi không tiếp tục nữa. Nhưng Long Thuyên đã hiểu ý hắn, trước kia ấn tượng không tệ, hiện tại có lẽ là chẳng có ấn tượng gì tốt. Kỳ thật nếu bỏ qua tất cả nhân tố, xét đến cùng thì Lục Vân cũng là ân nhân cứu mạng nhà họ Long, lúc trước nếu không có hắn thì Long Thuyên đã sớm bị bệnh chết, nhà họ Long cũng sẽ suy sụp. Là Lục Vân cho nhà họ Long một cơ hội. Kết quả nhà họ Long lại trở mặt hết lần này đến lần khác, triệt để xóa sạch thiện cảm của Lục Vân đối với họ. Trong lòng Long Thuyên vô cùng chua xót, chỉ có thể dùng nụ cười khổ để che giấu. Đúng lúc này, phù phù, Long Diệp Tuyết bỗng quỳ xuống đất. Long Thuyên kinh hãi nói, Diệp Tuyết, cháu làm gì vậy? Ông nội, tha thứ cho Diệp Tuyết bất hiếu, về sau có lẽ cháu sẽ không trở về nhà họ Long nhiều nữa. Long Diệp Tuyết hít sâu một hơi rồi nói. Tất cả mọi người đờ ra. Lời này của Long Diệp Tuyết có nghĩa là cô muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Long, chỉ là cách nói hơi uyển chuyển hơn thôi. Diệp Tuyết, cháu. Trong lòng Long Thuyên rất đau, nhưng lại không biết nên nói gì để xoa dịu Long Diệp Tuyết. Bảo Long Diệp Tuyết đừng xúc động, nhưng đây là xúc động sao? Rõ ràng là nhà họ Long không ngừng tổn thương Long Diệp Tuyết. Không ngừng làm cô thất vọng đến cực độ nên cô mới đưa ra quyết định to gan như thế. Nhất là vừa rồi bọn họ còn muốn đẩy Long Diệp Tuyết ra minh hôn, dùng cách này để bảo vệ nhà họ Long, đã triệt để làm tổn thương cô rồi. Long Thuyên còn mặt mũi gì để giữ cô lại? Mẹ Long Diệp Tuyết chảy nước mắt mà nói, con gái ngoan của mẹ, mẹ ủng hộ con, nhà họ Long thật sự không đáng để con ở lại. Bà cũng đã quá thất vọng với nhà họ Long. Long Diệp Tuyết lộ ra nụ cười như chút được gánh nặng, lại quay qua an ủi, mẹ, nếu sau này mẹ nhớ con thì có thể tới học viện võ đạo kinh thành thăm. Không có gì bất ngờ xảy ra thì sau khi tốt nghiệp con sẽ ở lại đó làm giáo viên. Mẹ Long Diệp Tuyết trịnh trọng gật đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Từ đầu đến cuối Long Diệp Tuyết không nhìn đến Long Xuyên một cái. Trong lòng Long Xuyên tràn đầy hối hận, ông ta thừa nhận người làm cha này không xứng chức. Cả con gái mình mà cũng không bảo vệ được. Ông ta cũng không có mặt mũi hy vọng được con gái tha thứ. Sau khi quỳ lạy xong, Long Diệp Tuyết đứng dậy nói với Trịnh Dương, thầy, chúng ta về trường đi. Ba người rời đi. Long Diệp Tuyết nói xong thì tiến lên rồi nhẹ nhàng dựa vào người Lục Vân, nhưng rất nhanh đã tách ra, cứ như chuồn chuồn lướt nước. Lục tiên sinh, tôi sẽ ghi nhớ tiếng tim đập của anh. Long Diệp Tuyết nở nụ cười ngọt ngào. Cô vốn cho rằng nhân vật như Lục Vân là người mà mình vĩnh viễn không thể với tới, cũng không dám hy vọng xa vời Lục Vân sẽ thích mình. Nhưng vừa rồi khi Long Diệp Tuyết dựa sát vào thì cô cảm nhận được nhịp tim của Lục Vân tăng nhanh. Chí ít chứng minh đã từng có một khoảnh khắc cô làm người đàn ông ưu tú này tim đập lỗi nhịp. Long Diệp Tuyết cảm thấy đã đủ rồi. Đưa mắt nhìn hai người đi vào trường học, Lục Vân cười khổ một tiếng. Sức hút đáng chết không thể giấu được của mình lại làm một cô gái sao xuyến, thật là nghiệp chướng nặng nề.
kiếp sau chẳng lẽ mình sẽ gặp báo ứng, biến thành xấu xí như Uông Đào sao? Lục Vân không khống chế được mà dùng mình một cái. Sau khi giải quyết xong chuyện của Long Diệp Tuyết thì Lục Vân đã thu được một phần danh sách tuyệt mật đến từ ám bộ của Thiên Sáp Điện. Trên danh sách có tên của hơn 10 tổ chức đến từ các nơi trên thế giới, trong đó bao gồm cả Liên minh Ninja của Đông Dương Quốc. Phần danh sách này chính là những thế lực gần đây bị Liên minh Thí Thần Giả lung lạc. Lúc này cách ngày Thiên Sáp Phương ngã xuống đã qua một thời gian, trong mắt các thế lực thì Thiên Sáp Điện mất đi Thiên Sáp Phương tuy cũng đáng kiêng kỵ, nhưng đã không còn lực uy hiếp như ngày xưa. Đám đầu trâu mặt ngựa bắt đầu ngóc đầu lên. Dựa theo cách nói của Lục Vân chính là cây to ngã xuống thì bầy yêu sẽ xuất hiện, viên đạn bắn ra ngoài này đã bay đủ xa, sắp bắn trúng bia rồi. Có tin tức nói rằng Liên minh Thí Thần Giả chuẩn bị nhắm vào Thiên Sáp Phong vào nửa tháng sau. Thiên Sáp Phong nằm ở tây bắc bộ của Long Quốc nơi giao nhau của một số quốc gia, là ngọn núi cao nhất trong đông đảo những ngọn núi ở đó, sở dĩ được đặt tên là Thiên Sáp Phong là bởi vì Thiên Sáp Phương. Trên phần tuyết trắng trên Thiên Sáp Phong có một pho tượng khổng lồ hình người đứng sừng sững, dáng người thẳng tắp, tay cầm ngự linh thần kiếm, ánh mắt dưới mặt nạ đầu rồng nhìn về phía phương xa. Mặc dù là điêu khắc nhưng lại vô cùng sống động, thể hiện ra sự cái thế vô song của Thiên Sáp Phương vô cùng tinh tế. Đây là biểu tượng võ đạo đỉnh cao. Bây giờ Thiên Sáp Phương đã chết, thần cảnh Alex nước Mỹ đứng lên, hắn ta ỷ vào ngự linh thần kiếm của Thiên Sáp Phương mà trở thành thần trong các vị thần của Liên minh Thí Thần Giả. Nửa tháng sau, Liên minh Thí Thần Giả chuẩn bị leo lên Thiên Sáp Phong phá hủy pho tượng của Thiên Sáp Phương để đổi thành thần trong các vị thần Alex. Đến lúc đó các thế lực đều sẽ chứng kiến thời khắc mang tính lịch sử này. Sau khi biết được tin tức này, dân chúng Long Quốc vô cùng bi thương, nhưng họ không thể làm gì, bởi vì trong các tu võ giả đương thời thì Alex là mạnh nhất. Những người Long Quốc vẫn không muốn tin tưởng Vân Thiên Thần Quân đã ngã xuống trải qua thời gian dài như vậy vẫn không nhận được chút thông tin nào liên quan tới Thần Quân Điện Hạ nên cũng không thể không thừa nhận một sự thật. Thời đại của Thiên Sáp Phương đã qua. Vị thần mới sắp quật khởi. Khi Lục Vân biết được tin tức này lại cười. Tất cả những gì hắn làm vì chờ đợi giờ khắc này, chờ tất cả thế lực đều hiện thân trên Thiên Sáp Phong thì cũng là lúc Lục Vân này giải quyết dứt điểm. Lục Vân yên lặng nhìn danh sách trong tay, trên đó có tên của rất nhiều tổ chức xa lạ, trước kia họ e ngại Thiên Sáp Phương nên không dám phô trương, hiện tại lại liên tục ngoi đầu lên. Tất cả phải cảm ơn Liên minh Thí Thần Giả đã lung lạc những tổ chức này thành một khối, giúp Lục Vân biết thì ra trên đời này vẫn tồn tại nhiều tai họa ngầm không xác định như vậy. Quả thực rất ghê gớm. Ở phía cuối danh sách, sau tên mấy tổ chức có ghi chú màu đỏ, đang thương lượng. Ý là mấy tổ chức này tạm thời chưa đồng ý gia nhập Liên minh Thí Thần Giả, nhưng chắc cũng nhanh, bởi vì Liên minh Thí Thần Giả thống nhất giới tu võ đã là xu hướng chung. Trong đó có tên của một tổ chức làm Lục Vân chú ý ám ảnh các. Đây không phải là tổ chức sát thủ ẩn trong Long Quốc sao? Sao Liên minh Thí Thần Giả lại chú ý tới tổ chức này? Lục Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn nhớ chị ba Liễu Yên của mình đã từng là thành viên của tổ chức này, nhưng lại thuộc về tầng dưới chót. Theo Liễu Yên Nhi thì cô gia nhập ám ảnh các là vì tìm kiếm thân thế của mình, bởi vì trong trí nhớ của cô có chút ấn tượng liên quan tới ám ảnh các. Sau đó Lục Vân cũng bảo người của ám bộ đi thăm dò, kết quả đạt được là ám ảnh các căn bản là một tổ chức sát thủ tán loạn. Nói cách khác là tổ chức sát thủ hạng 3. Bằng không Liễu Yên Nhi sẽ không trở thành thành viên của tổ chức này dễ dàng như thế. Theo lý thuyết thì Liên minh Thí Thần Giả căn bản sẽ không chú ý và không quan tâm đến tổ chức này. Sao lại được liệt kê vào danh sách này? Bắc Lang Quốc. Trong một tòa kiến trúc lớn tương tự như giáo đường, thật ra nơi này là trụ sở của ám ảnh gác, lúc này bầu không khí ở đây cực kỳ khẩn trương. Ám ảnh gác là một tổ chức sát thủ do người của Long Quốc sáng lập, hơn 20 năm trước chuyển từ Long Quốc đến Bắc Lang Quốc, trải qua nhiều năm dần dần phát triển lớn nên đã trở thành tổ chức sát thủ đứng đầu ở Bắc Lang Quốc. Nhưng những ngày gần đây ám ảnh gác từ chối tất cả nhiệm vụ, không còn hoạt động nhiều nữa. Bởi vì Liên minh Thí Thần Giả đang tạo áp lực với họ. Thần phục hoặc là bị hủy diệt. Dưới ám ảnh các có ba điện lần lượt là Minh Vương Điện, Dạ Xoa Điện, Huyết Ngục Điện, hôm nay điện chủ ba điện tụ hội lại bàn bạc về tương lai của ám ảnh các. Ba người đều cho rằng Liên minh Thí Thần Giả đang rất nổi bật và có hành vi rất bá đạo, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc gia nhập, nếu không thứ chờ đợi ám ảnh các chính là diệt vong.
Người đàn ông trung niên có râu cá trên ngồi trên cao nghe ba điện chủ thuyết phục mình thì nhíu chặt mày lại, gia nhập liên minh thí thần giả có nghĩa là triệt để đối địch với giới tu võ Long Quốc, các người xác định muốn làm thế. Người đàn ông râu cá trên này tên là Khâu Ngọc Đường, là các chủ đương nhiệm của ám ảnh các. Liên minh thí thần giả còn chưa chiếm được ám ảnh các là nhờ sự tồn tại của ông. Khâu Ngọc Đường không đồng ý đề nghị của ba điện chủ. Một lão giả mặt đỏ nói, các chủ, bắt đầu từ ngày Thiên Sát Phương chết thì thế cục thế giới tu võ giả đã xảy ra thay đổi, bây giờ giới tu võ Long Quốc không còn đáng sợ nữa. Lão là điện chủ của Huyết Ngục Điện, là người chủ trương muốn gia nhập liên minh thí thần giả nhất. Một người đàn ông mập lùn và cũng là điện chủ Minh Vương Điện nói, liên minh thí thần giả thống nhất giới võ đạo là chuyện sớm hay muộn, bây giờ chúng ta gia nhập không phải chuyện xấu, huống chi chúng ta không có lựa chọn nào khác. Liên minh thí thần giả có dã tâm rất lớn, ý đồ khống chế các tổ chức tu võ giả của nhiều quốc gia, ám ảnh các chính là một trong những mục tiêu của bọn họ. Nếu ám ảnh các không đồng ý hoặc là dám phản kháng thì liên minh thí thần giả sẽ dùng đến biện pháp cưỡng chế, thành lập một tổ chức sát thủ mới ở Bắc Lang Quốc để thuận tiện khống chế. Nói cách khác chính là ám ảnh các dám không phục tùng thì chờ bị hủy diệt đi. Liên minh thí thần giả có được kỹ thuật cải tạo gen nên có thể chế tạo ra vô số thần cảnh, họ có tư cách bá đạo như vậy. Trừ hai vị điện chủ này ra thì còn có một người đàn ông khuôn mặt âm nhu, đó là điện chủ của Dạ Xoa Điện, hắn không nói gì nhưng cũng có suy nghĩ tương tự như hai điện chủ còn lại. Quy thuận liên minh thí thần giả là lựa chọn sáng suốt nhất trước mắt. Khâu Ngọc Đường chau mày, nói tôi hiểu tâm tình của các người, tôi chỉ muốn nhắc nhở rằng đừng quên thực chất trong người các vị chảy huyết mạch của Long Quốc. Sao ông không biết liên minh thí thần giả vô cùng cường thế, quy thuận mới là đường ra duy nhất, nhưng tình cảm trong lòng lại nói với ông là không thể làm như thế. Thí thần, thí là cái gì? Là Vân Thiên Thần Quân. Tổ chức mang tính sỉ nhục này cả cái tên cũng có ý hạ thấp Vân Thiên Thần Quân, Khâu Ngọc Đường thực sự không muốn gia nhập tổ chức như vậy, trong lòng rất khó chịu. Điện chủ Huyết Ngục Điện hừ một tiếng và nói, các chủ, chúng ta đã rời khỏi Long Quốc nhiều năm rồi, đâu còn gì là huyết mạch Long Quốc, tôi thà mình là người Bắc Lang Quốc. Trên mặt Khâu Ngọc Đường lộ ra chút không vui, ông là ông, tôi là tôi, cho dù sinh sống ở Bắc Lang Quốc này hơn 20 năm thì tôi vẫn không quên mình là người Long Quốc. Hừ, có phải là người Long Quốc hay không quan trọng như vậy sao? Điện chủ Huyết Ngục Điện không tán thành quan điểm của Khâu Ngọc Đường, lão cảm thấy ám ảnh các đã rời đến Bắc Lang Quốc tức là thuộc về Bắc Lang Quốc, chẳng liên quan gì đến Long Quốc nữa. Các chủ, lúc này người đàn ông âm nhu vẫn trầm mặc không nói gì bỗng mở miệng, ông nhắc nhở chúng tôi đừng quên mình là người Long Quốc, có phải tôi cũng nên nhắc nhở các chủ một câu, năm đó là Long Quốc phụ chúng ta trước. Ba điện nhìn như là phân điện thuộc hạ của ám ảnh các, nhưng kỳ thật ba điện chủ sớm đã có tư cách nói chuyện ngang hàng với Khâu Ngọc Đường. Cho nên lúc điện chủ Dạ Xoa Điện nói chuyện cũng không kiêng kỵ chút nào, căn bản không sợ Khâu Ngọc Đường. Hai điện chủ còn lại cũng thế. Lần này tìm Khâu Ngọc Đường thương lượng đối sách chỉ là nể mặt ông thôi, ông đồng ý thì tốt, nếu không thì ba điện không ngại thoát ly ám ảnh các. Lời người đàn ông âm nhu nói làm Khâu Ngọc Đường rơi vào trầm tư. Một lát sau, ông thở dài và nói, xem ra các người đã sai một khái niệm, năm đó phụ lòng chúng ta không phải Long Quốc, mà là Võ Minh, là Tiêu Gia. Khác nhau ở chỗ nào? Điện chủ Huyết Ngục Điện trầm giọng mà nói, người có quyền quyết sách tối cao trong Võ Minh là họ Tiêu, mà Võ Minh đại diện cho giới tu võ Long Quốc, cho nên Tiêu Gia phụ lòng chúng ta chính là Long Quốc phụ lòng chúng ta. Điện chủ Minh Vương Điện cười lạnh nói, những năm qua mặc dù không ở Long Quốc, nhưng tôi cũng có nghe ngóng chuyện ở đó, bây giờ Võ Minh Long Quốc đã triệt để thối nát, thực đáng buồn. Điện chủ Dạ Xoa Điện đồng ý, giới tu võ Long Quốc đã tiêu tan rồi, dù đối địch với họ thì đã sao? Gia nhập liên minh thí thần giả mới là đường ra duy nhất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 32.